Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Cây Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm làm bông và bước vào cái thời điểm là phá lá. Sau khi tiến hành là phun tạo mầm cắt cử thì cây nó đã lên mầm rồi, thì mình sẽ dường là tiếp tục là bước vào cái thời điểm là phá lá. Như các bạn sáng thấy đây, đối với những cái này nè, nó đã xì mầm rồi và nó bật một số mầm bông. Thì cái bước tiếp theo mình sẽ cho nhà vườn tiến hành là phá lá. Đây là những cái bông mà nó bật ra các bạn. Thì sau khi tiến hành là phun phá lá thì các bạn quan sát thấy đây, cái lá nó rớt xuống mương nè, rất là nhiều đó. Hiện tại thì cây nó đang trong quá trình là rụng lá, mình lắc nhẹ thì nó cũng rụng hết các bạn. Tức là cam này phá lá được khoảng 4 ngày rồi thì nó đang trong tình trạng là rớt lá. Đối với cây cam này nhỏ xíu mà nó được hai trái cũng rất là lớn này các bạn. Cái gốc nhỏ xíu luôn bằng ngón tay út mình ạ. Khi quá trình lên mầm của cây nó đạt thì mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là phun phá lá để tiến hành là kích ra hoa. Như các bạn sẽ thấy đây, những cái lá này rụng nè, là nhà vườn vừa tiến hành phun phá lá xong thì nó sẽ rụng như thế đó. Còn đây là những cái mầm mà cái cây nó đã lên mầm hay các bạn, tức là nó xì trước. Còn trong quá trình phá lá như thế này thì trên cây thì vẫn còn mang cái lượng trái nhiều, tuy nhiên là mình sẽ tiến hành là kích và giải độc lại thì giảm tác hại là rụng trái, tức là nó sẽ không gây rụng trái nếu như mà mình giải độc phù hợp kịp thời. Đây, cái tỷ lệ rụng lá như thế này là theo mình là vừa đạt hết các bạn. Hiện tại thì cây nó còn đang trong quá trình rụng. Đây là những cái lá nó rớt đó. Thì trong quá trình mà phá lá đối với những cây mà nó còn mang trái như thế này thì phải phá với công thức phù hợp các bạn. Nếu mình phá với công thức quá mạnh thì cái cây nó rớt luôn cái trái. Và đối với những cây mà còn trái trên cây khi tiến hành phá lá thì phải áp dụng cái biện pháp là giải độc, sau đó giúp cho cái cây của mình nó sạch cái độc chất để hạn chế rớt trái, rụng trái. Thì đối với những cây này trong quá trình xịt tôm mầm á, thì những cái nhánh già này tương đối nó cũng lên mầm rồi, cái mầm nó cũng tương đối ổn rồi. Tuy nhiên nó không có điều giữa các cây, tại vì có số cây nó vẫn còn mang trái các bạn. Thì đối với những cây mang trái thì cái quá trình lên mầm nó sẽ khó hơn. Khi mình cục thì đây, giai đoạn này cây nó vẫn còn rớt lá như vậy các bạn. Đây, đối với những cây này thì nó đã bật mầm trước rồi nè. Thông thường tùy theo cái công thức phun phá lá mà cái tỷ lệ rụng lá nó sẽ dao động trong thời điểm khác nhau các bạn. Đối với mình thì mình sẽ cho vườn phun phá lá thời gian rụng nó dao động từ ngày thứ 3 tới khoảng ngày thứ 7 là nó sẽ giảm lại. Đối với cây này thì nó xì bông trước. Đó, sau khi phá lá thì sẽ tiến hành là tưới giải độc, rồi là phun giải độc trên lá, rồi tiến hành là đi phân đi thuốc để kích cho cây nó ra hoa. Sau khi mình có xử lý khoảng được 3 lần dinh dưỡng dưới gốc các bạn thì tất cả các cây nó có thể ra hoa được như những cái nhánh này. Đây, những nhánh này nè. Sau khi đi dưỡng đầy đủ thì cây nó sẽ bật mầm hoa như thế này. Đối với những cái mầm già này thì nó đã có mầm sẵn hết trơn rồi. Mình chỉ cần đi dinh dưỡng thúc nó thôi thì nó sẽ ra thôi. Đây. Và đối với những cây này thì cái lượng trái trên cây nó còn khá là nhiều.
Cái biện pháp phá lá này nó có vai trò quan trọng trong cái vấn đề mà chúng ta tiến hành là kích cơ quai trên cây cam sành nhé các bạn. Tức là phá lá là để nhằm kích cái trạng thái ngủ của cái mầm, tức là chúng ta tạo được cái mầm rồi nhưng mà nó đang trạng thái ngủ, và chúng ta sẽ kích cho nó thức dậy, rồi sau đó là tiến hành là đi các chế trình dưỡng thì cái bông của mình nó sẽ bật ra thôi. Còn nếu mà các bạn không có tiến hành phun phá lá kích mầm á, thì đa phần là cái cây của mình nó sẽ bị nín bông hết các bạn. Đây là cái tỷ lệ lá mà nó rớt đây. Sau phá lá thì sẽ tiến hành là tưới giấy độc và phun giấy độc để đánh thức cái rễ đó các bạn. Tức là sau thời gian xử lý cơ quan thì cái rễ của mình nó trạng thái ngủ nghỉ á. Các bạn phải đánh thức vậy thì cái rễ nó mới ra rễ đầu rễ mới. Thì nó hút dinh dưỡng được thì cái cây của mình lúc đó là nó mới bung bông mạnh, tức là bật mầm mạnh. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình chăm sóc cây cam sành ở thời điểm mà chúng ta sẽ tiến hành là phun phá lá để kích thích cho cây cao qua. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật lăng vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trên cây còn lượng trái rất là nhiều các bạn.